Anh Sa mến chào quý khán thính giả đang xem chương trình tin tức trên kênh HTD News. Kính chúc quý vị một ngày bình an và thật nhiều sức khỏe. Trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Chứng khoán Fox News giảm mạnh, mất gần 1 tỷ đô la giá trị sau khi Tucker Carlson ra đi. Cựu Tổng thống Trump đang cân nhắc chọn ông DeSantis làm phó Tổng thống năm 2024. Susan Rice, cố vấn cấp cao tòa Bạch Ốc và cũng là cựu trợ lý đắc lực của Obama bất ngờ từ chức. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện gửi trác lệnh triệu tập tới quan chức FBI về việc từ chối phúc đáp các chất vấn. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chứng khoán Fox News giảm mạnh, mất gần 1 tỷ đô la giá trị sau khi Tucker Carlson ra đi. Kính thưa quý vị, cổ phiếu của Fox Corporation đã trải qua một đợt sụt giảm mạnh vào thứ Hai, giảm đến 5% và dẫn đến mức gần 1 tỷ đô la giá trị thị trường. Sự sụt giảm sau thông báo rằng Fox News đã cắt đứt quan hệ với người dẫn chương trình giờ vàng Tucker Carlson. Theo Business Insider, mặc dù cổ phiếu của công ty phục hồi nhẹ vào cuối ngày, giao dịch ở mức 29,61 đô la và giảm gần 4% vào lúc 12 giờ 15 phút chiều theo giờ miền Đông. Vậy nhưng chúng đã kết thúc ở mức 29,91 đô la khi đóng cửa thị trường. Thưa quý vị, quyết định chia tay Cousin được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Fox Corporation và Dominion Voting System đã được thỏa thuận trị giá 787 triệu đô la. Sau khi tiết lộ tin nhắn văn bản riêng tư từ những người dẫn chương trình Fox, bao gồm cả Cousin, chỉ trích ban quản lý Fox News là một trong những người dẫn chương trình nổi tiếng nhất của mạng, được xếp với xếp hạng cao liên tục trên chương trình tin tức truyền hình cáp của ông ấy. Sự ra đi của Corsen đã gây sốc và bất ngờ cho người xem và những người quan sát trong ngành. Cựu Tổng thống Donald Trump, người thường xuyên xuất hiện trong chương trình của consen đã bày tỏ sự sốc và thất vọng trước tin tức này trong một cuộc phỏng vấn với Greg Kelly trên Newsmax. Ông nói rằng Carlson là một người rất tốt và rất tài năng. Cựu Tổng thống Trump cũng đăng trên Truth Social, một nền tảng truyền thông xã hội mà ông mới thành lập, thăng thở về sự ra đi của Carlson như một cú đánh lớn đối với tin tức truyền hình cáp mà nước Mỹ mô tả. Ông là người sâu sắc, thú vị và được xếp hàng vàng. Fox News đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về sự ra đi đột ngột của Carlson và mạng này vẫn đang phát sóng các phân đoạn quảng cáo cho chương trình của ông ấy vào sáng thứ hai sau khi thông báo được đưa ra. Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ rằng quyết định loại caution khỏi đội hình của Fox News đến trực tiếp từ Robert Murdoch, chủ tịch của Fox Corp, càng làm tăng thêm âm mưu xung quanh sự ra đi bất ngờ của người dẫn chương trình được đánh giá cao nhất. Sự ra đi của Tucker Caution đã dẫn đến vô số thông điệp ủng hộ và động viên trên Twitter. Cựu Tổng thống Trump đang cân nhắc chọn ông DeSantis làm phó tổng thống năm 2024. Cựu Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc Thống đốc Cộng hòa Florida, ông Ron DeSantis, làm ứng cử viên phó tổng thống năm 2024 của ông. Một nguồn tin giấu tên nói với Bezos rằng cựu tổng thống đang lắng nghe những người ủng hộ đã kêu gọi ông chọn thống đốc DeSantis làm người liên danh tranh cử của mình. Nguồn tin cho biết một số người ủng hộ ông ấy đang đề nghị ông ấy thỏa thuận với DeSantis để biến ông ấy thành phó chủ tịch và ông ấy đang lắng nghe nhưng chưa đồng ý. Nguồn tin từ Trump nói thêm rằng DeSantis có thể thúc đẩy sự ủng hộ của ông Trump trong giới trẻ đảng Cộng Hòa. Những người ủng hộ nói rằng đề nghị làm phó tổng thống sẽ ngăn DeSantis phản đối ông Trump và mang lại sức sống bảo thủ trẻ trung cho vị trí mà Biden không có. Ngoài ra, nguồn tin khẳng định, chiến dịch tranh cử của Trump, DeSantis, sẽ có nhiều nguồn tài trợ. DeSantis cũng sẽ mang lại số tiền lớn cho chiến dịch này. Tuần trước, một đảng viên Cộng hòa nổi tiếng của Florida đã tán thành chiến dịch tranh cử năm 2024 của Donald Trump. Phát biểu với Newsmax, dân biểu Grant Stieber tuyên bố ủng hộ ông Trump, nói rằng ông Trump là ứng cử viên duy nhất có thể xoay chuyển tình thế ở đất nước này. Susan Rice, cố vấn cấp cao tòa Bạch Ốc và cũng là cựu trợ lý đắc lực của Obama, bất ngờ từ chức. Chính phủ Tổng thống Biden đã xác nhận trong một tuyên bố vào hôm thứ Hai, ngày 24 tháng 4 rằng bà Susan Rice sẽ từ chức cố vấn chính sách đối nội của tòa Bạch Ốc. Tôi đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi bổ nhiệm đại sứ Susan Rice làm cố vấn chính sách đối nội Tổng thống Joe Biden cho biết trong một tuyên bố về sự ra đi của bà Rice, một cựu quan chức của chính phủ tổng thống Obama. Ông Biden nói thêm rằng bà Susan, chuyên về chính sách ngoại giao, trước đây từng là cố vấn an ninh quốc gia và đại sứ Liên hiệp quốc. Nhưng những gì tôi biết khi đó và những gì chúng ta đều biết bây giờ là sau hơn 2 năm, bà ấy lãnh đạo ổn định Hội đồng chính sách đối nội, viết tắt là DPC thì rõ ràng là không ai có khả năng và quyết tâm để hoàn thành những việc quan trọng cho người dân mỹ hơn là bà susan rice sau đó tổng thống ca ngợi những nỗ lực không mệt mỏi của bà rice bao gồm việc mở rộng đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng gọi là obamacare và thực hiện các hành động mang tính lịch sử để giảm bạo lực sống đạn và thúc đẩy cải cách cảnh sát tuyên bố của tổng thống cũng ghi nhận bà rice trong việc thực hiện các chính sách mang lại công bằng cho chính phủ liên bang, đảo ngược một số chính sách nhập cư thời Tổng thống Trump, thời hạn giá insulin, vân vân. Ông Biden nói là người duy nhất đảm nhận vai trò, cố vấn an ninh quốc gia và cố vấn chính sách đối nội, thành tích phục vụ công của bà Susan làm nên lịch sử. Nhưng điều khiến bà ấy trở nên khác biệt với tư cách là một nhà lãnh đạo và đồng nghiệp là sự nghiêm túc trong vai trò của mình và tính khẩn trương, kiên trì mà bà ấy mang lại bà ấy thiên về hành động và kết quả, cũng như tính chính trực, khiêm tốn và hài hước khi thực hiện công việc này. Tôi cảm ơn bà Susan vì sự phụng sự của bà ấy, sự cố vấn và tình bạn của bà ấy. Tôi sẽ nhớ bà ấy. Bà Rice cũng đưa ra một tuyên bố dường như xác nhận việc rời khỏi chính phủ tổng thống Biden. Bà không nói về kế hoạch tương lai của mình. Bà Rice viết trên Twitter sau thông báo của tòa Bạch Ốc Tôi vô cùng biết ơn Tổng thống vì đã tin tưởng và trao quyền cho tôi, làm cố vấn chính sách đối nội của ông ấy. Tôi yêu mến nhóm DPC và Tòa Bạch Ốc. Không có những công chức tận tụy hơn như thế. Tôi rất tự hào với tất cả những gì chúng ta có thể cùng nhau đạt được cho người dân Mỹ. Bà Rice, từng là đại sứ Liên Hiệp Quốc tại thời kỳ đầu chính phủ Tổng thống Obama, nhưng sau đó trở thành cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Bà phụ trách Hội đồng Chính sách Đối nội của Tòa Bạch Ốc kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức vào hồi tháng 1 năm 2021. Trong nhiều năm, bà Rice đã bị các thành viên đảng Cộng hòa tại Quốc hội chỉ trích sau khi mô tả các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ năm 2012, bao gồm cả đại sứ Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya, là một phần của cuộc biểu tình thay vì là một cuộc tấn công khủng bố đã được trụ tính. Bà Rice cũng bị buộc tội theo dõi cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, ông Michael Flynn. Trong tuyên bố hôm thứ Hai của Tổng thống Biden, ông không nói ngày cuối cùng của bà sẽ là khi nào. Các bản tin trích dẫn các nguồn ẩn danh cho biết bà sẽ rời khỏi chính phủ này vào cuối tháng 5. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện gửi trác lệnh triệu tập đến quan chức FBI về việc từ chối phúc đáp các chất vấn. Vào hôm ngày 24 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ Jim Jordan, Cộng hòa Ohio, đã gửi trác lệnh triệu tập đến một quan chức hàng đầu của FBI sau khi ông cho rằng vị quan chức này đã từ chối phúc đáp các chất vấn. Thưa quý vị, theo ông Russo Dye, phát ngôn viên của ông Jordan, vị trí chủ tịch này đã gửi trác lệnh triệu tập tới bà Jennifer leigh Moore, lý điều hành cho giám đốc nhân sự của FBI. Sau khi mà bà Moore từ chối phúc đáo các chất vấn trong phiên phỏng vấn được ghi lại của bà về sự trả đũa của FBI đối với những người tố giác dũng cảm, những người đã bước ra để nêu lên những mối lo ngại về những lạm dụng mà họ đã chứng kiến được tại cơ quan này. Vào hồi năm 2022 thì ông Jordan đã liên lạc với bà Moore khi điều tra các cáo buộc về hành vi sai trái trong cơ quan này. Trong đó có cáo buộc từ những người tố cáo rằng FBI đang làm việc để thanh trừng những nhân viên có quan điểm bảo tồn truyền thống. Cuộc thanh trừng này được cho là đang diễn ra thông qua việc thu hồi giấy phép an ninh và các đền chỉ vô thời hạn. Nhiều thông báo chính thức cho những hành động nhân sự có hại này là do bà ký phê chuẩn ông jordan cho biết vào thời điểm đó đồng thời cho biết thêm rằng thông tin cho thấy bà moore cũng đã trả đủ ít nhất một người tố cáo đã cung cấp thông tin trước quốc hội ông jordan đã yêu cầu một phiên phỏng vấn được ghi lại và lưu giữ các tài liệu liên quan đến các cáo buộc này sau khi đảng cộng hòa nắm quyền kiểm soát hạ viện Ông Jordan từng cho biết rằng bà Moore đã không còn tham gia một cuộc chất vấn nào, bất kể một yêu cầu khác trước khi năm 2022 kết thúc. Ông Jordan đã cảnh báo bà Moore trong một công văn hồi tháng 1 rằng, một trắc lệnh là một lựa chọn nếu bà không dừng hành vi cản trở của mình lại. Ông viết: "Chúng tôi nhắc lại yêu cầu của chúng tôi rằng bà phải hiện diện ngay lập tức để tham dự một phiên chất vấn được ghi lại. Ủy ban sẵn sàng sử dụng thủ tục bắt buộc" nếu cần để lấy lời khai của bà. Theo thông tin cập nhật mới này, mặc dù cuối cùng bà Moore cũng đã hiện diện mà không cần một trát lệnh nào, vậy nhưng bà đã không phúc đáp ít nhất một số chất vấn. Ông Dye nói với The Abbott Times trong một thư điện tử rằng cuộc phỏng vấn đã diễn ra hôm ngày 24 tháng 4. Ông từ chối cho biết liệu rằng bà Moore có phúc đáp bất kỳ câu hỏi nào hay không. Một phát ngôn viên của FBI nói với The Abbott Times qua thư điện tử rằng trợ lý giám đốc điều hành Moore đã tự nguyện phúc đáp các câu hỏi của các thành viên và nhân viên của họ về thủ tục chứng nhận an ninh của FBI trong vài giờ. Bà không thảo luận chi tiết về các cá nhân cụ thể mà các trường hợp của họ vẫn đang được xem xét để bảo vệ tính toàn vẹn của thủ tục này và quyền riêng tư của các cá nhân đó. FBI nhận ra tầm quan trọng của sự giám sát của Quốc hội và vẫn hoàn toàn cam kết hợp tác với các yêu cầu giám sát của Quốc hội phù hợp với các trách nhiệm theo hiến pháp và luật định. Ông Jordan cũng đã yêu cầu lời khai từ một loạt các quan chức hiện tại và cựu quan chức khác, trong đó có cựu quan chức FBI Timothy Thibault như một phần của cuộc điều tra đối với nhánh hành pháp này. Ông vừa gửi trắc lệnh cho bà Lisa Khan, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang, khi điều tra cách mà cơ quan chính phủ này tiếp cận Twitter sau khi ông Elon Musk mua lại nền tảng mạng xã hội này. Ông Jordan cũng tham gia vào một vụ kiện sau khi đưa ra một trắc lệnh cho ông Mark Pomeran, một cựu công tố viên của văn phòng biện lý quận Manhattan, sau khi một đại bồi thẩm đoàn đưa ra các cáo buộc của biện lý quận Manhattan Alvin Bragg, người đã truy tố cựu tổng thống Donald Trump. Vào hồi 21 tháng 4, Ông Bragg đã bác bỏ một vụ kiện nhằm ngăn chặn trách đội hậu tòa sau khi một thẩm phán ra phán quyết chống lại ông. Quý vị thân mến, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi vào hòm thư htdnews.btv.a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.